Hello, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại cũng như là gì hướng dẫn cho anh em về giống như cái clip mà anh em yêu cầu, đó là muốn mình làm về cái clip về con game quay thú với vốn là 100k. Thì đầu tiên là mình phải nói với anh em đó là vốn 100k thì chúng ta cũng chỉ có thể là đánh ở một cái mức nó nhỏ thôi, và chúng ta không thể đánh rồn rập được, mà chúng ta đánh ván nào chắc thì chúng ta mới có thể đánh được nhá. Để ván nào chắc thì chúng ta mới đánh được luôn. Chứ bây giờ bảo đánh quay thú mà đánh 400k là thật sự với anh em nó cũng khó thật. Đấy. Và nếu mà có lỡ mà anh em nào mà có 400k thì mình cũng khuyên anh em đừng có chơi quay thú nhá. Đấy, chơi quay thú nó khó lắm. Phải nói thẳng với anh em, chơi quay thú là cực kỳ khó luôn. Đấy. Ok, thì hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách về vốn 100k này vào trong con game quay thú, và cái kết để xem là hôm nay mình sẽ thắng được hay không hay mình thua nhá. Thì thắng hay thua thì cái clip này anh em đều xem được thôi. Tại vì nói thẳng với anh em, vốn 100k là quay thú là hơi khó. Ok, là con bồ câu đầu tiên. Là con bồ câu đầu tiên thì mình nghĩ ván này nó sẽ tiếp tục là về chim. Về chim hoặc là hai con thú này. Đấy, về chim hoặc hai con thú này. Ván đầu tiên là đánh mạnh tay tí chứ. Ván đầu tiên mà. Đấy, biết đâu ván này thắng được cái lại hớn hở sao anh em. Kiếm được vài chục luôn anh em, đùa đâu. Rồi, chuẩn luôn là con gấu anh em ạ. Chuẩn luôn là con gấu luôn. Úi dồi ơi, vèo cái lên 75k luôn, lãi 75k luôn kìa. Giờ thì đánh tính nữa nhá. Ván đầu tiên khởi đầu như vậy là vạn sự khởi đầu nan rồi. Đánh hai con chim này đã. Đối với con gấu này thì mình nghĩ sẽ là về con công, hoặc là sẽ tiếp tục là về một con thỏ. Đấy, tiếp tục về một con thỏ. Một trong bốn con này. Biết có ăn thua gì không đây. Rồi, chắc chắn là mình một con chim rồi. Hợp lý các bạn. Đối với con bồ câu người ta đánh như nào được nhỉ? Con bồ câu này thì mình sẽ nghĩ là một là sẽ về con thỏ. Hai là sẽ về hai con này. Và một là sẽ quay lại là về một con công. Đấy, bốn con này nhá. Lại tiếp tục đánh bốn con thôi. Rồi, tiếp tục nào, để xem nó có đúng như mình dự đoán không. Hy vọng là không, cầu mong là không phải con khỉ rồi. Ui, vẫn là én anh em ạ. À là vẫn là con ấy này. Vẫn là con bồ câu này. Ảo thế nhỉ? Ảo thật anh em ạ. Đấy, không dễ đâu nha. Không dễ húp đâu, game mà không dễ húp đâu. 11.000 mỗi con. Đánh là nó cũng phải có cái chiến thuật cả anh em ạ. Đánh đều có chiến thuật hết, chứ phải mình đánh vớ vẩn đâu. Bạn ấy trúng lên được 200k đấy. Rồi, hợp lý. Chuẩn luôn, là một con gấu trúc X8. Thế là mình lên được 200k rồi anh em. 400k lên 200k là quá là tuyệt vời rồi đấy. Nào, để xem ván này mình sẽ nên đánh cái gì nào. Thì mình để ý là con gấu trúc thì hay như về con chim. Thì ván này mình nghĩ là không về chim đâu. Ván này mình sẽ nghĩ là về ba con thú này. Đánh luôn con cá mập 24k là 1.000 nhá. Mình sẽ nghĩ về ba con thú. Chắc chắn một trong ba con thú mình dự đoán là như vậy. Còn đen lắm, ván này về chim thì ván sau đánh chim. Ôi, ôi, ôi. Ui, ui. 1.000 mà cũng đánh trúng rồi anh em ạ. Ảo lòi luôn. 24k, trời ơi. Tại vì cái linh cảm của mình cho thấy là ván này khả năng cao nó sẽ là về một con cá mập. Mình đánh đại thôi anh em ạ. Chứ mình cũng giả dự đoán là tại sao mình lại đánh trúng được như vậy cả. Thôi đánh 4 con thú với con 20k đây. Ok chưa? 3k con cá mập này. Con cá mập vàng này biết đâu lại trúng cái nữa nha. Nếu mà về con cá mập vàng là mình thắng được tận 300.000 đấy anh em ạ. Không ít đâu. Nhưng mà thắng được cái quả này nó như là đỏ rồi. Thôi rồi, dính một con thú rồi anh em ạ. Dính một con thú rồi. Mình cược mất 23.000 thì ván này nhận lại được 30.000, thắng được có 7.000, chắc là lãi 5.000 hay 230.000 không? Chuẩn 230.000 luôn anh em ạ. Thôi, có lẽ là đến đây thôi anh em ạ. Vốn 100k mà lên được 230.000 với cho con game quay thú thì tội gì không dừng anh em. Đúng không ạ? Tội gì không dừng đâu.
Đấy, mình có bị điên đâu mà mình lại đánh tiếp, đúng không anh em? Đấy thì anh em nào muốn trải nghiệm con game Kawin này thì link tải mình sẽ để dưới phần mô tả nhá. Còn là nói chung là với anh em quay thú với vốn 100k là cũng không phải là dễ đâu. Nói chung là nó đòi hỏi nhiều cái kiến thức cũng như là kinh nghiệm và cũng như là phương pháp chơi quay thú nhá. Thì chúng ta mới có cơ hội thắng được. Còn anh em nào mà muốn biết về cái phương pháp quay thú vừa rồi của mình thì anh em có thể là comment xuống dưới ở phần bình luận, và cũng có thể là tương tác tốt cái video này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái phương pháp quay thú này anh em nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em cho những clip tiếp theo. Và chắc chắn là gì? Không quên, đó là phải 100k mà thắng đi 230k không rút thì hơi phí anh em ạ. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.